AC. I have to work there. White Christmas. I'm chào các bạn. Hôm nay là ngày ngày Giáng sinh sẽ hôm nay, nhưng mà bây giờ là đang còn. Chúc các bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ. Quá bạn, cho nên cái miệng mình rất cóc, nói cái việc không nổi. Đó, bây giờ mọi người nè, nghĩa là làng này cuối á, họ đổ lũ lượt đi về. Đó, đường đông lắm các bạn. Ai nấy cũng tranh thủ để về nhà, nghĩa là hối hả về nhà để cùng gia đình mừng Giáng sinh. Ở bên đây là như vậy đó các bạn, nghĩa là Giáng sinh đó rất ít ai ra đường, họ chỉ vui vẻ để vui. Họ ôm nhau ra đường, chúc tụng nhau,
khôi sắp ban an mừng và họ đi lễ nhà thờ đó, rồi họ đi coi những ca kịch đó hay là giao hưởng ở Việt Nam mình đó, thì ra sắp xe chạy nhông nhông. Rồi về ăn miếng tương trang cơm trắng ở đây thì là họ ăn cà phê, thỉnh thoảng buổi cơm tối ngoài cũng như tất cả mọi thứ đều đóng cửa. Hôm qua nó đổ sớm hơn nhà, bây giờ lại thứ một.